Bạn comment là con gái thì phải tự chủ này, phải độc lập này, phải mạnh mẽ và phải có tiền, không cần đàn ông thì mới là hạnh phúc. Thì điều đó có đúng hay không hả chị? Nghe phải nhiều quá, nghe thấy mệt rồi. Không thấy hạnh phúc đâu mà nghe thấy mệt rồi. Vân nghĩ thế này này, phụ nữ hay là đàn ông á, thì đều cần có cái sự tự lập. Mình có được cái sự tự chủ trong cuộc sống của mình không phụ thuộc vào ai thì nó sẽ hạnh phúc. Phụ thuộc ở đây thì có nhiều khía cạnh, về tài chính này, đúng không, về cảm xúc này. Cố gắng để làm sao mình tự lập nhất có thể. Thứ nhất là mình cân bằng được cái cuộc sống của mình. Cái thứ hai là mình sẽ không bị phụ thuộc vào cái đối tượng khác, bởi vì khi mà mình phụ thuộc vào bất cứ ai ấy, thì cuộc sống của mình sẽ rất là khổ. Hôm nay họ vui, họ ok, có thể đáp ứng cho bạn. Hôm sau họ buồn, họ có thể rời xa bạn. Thế chẳng lẽ rằng là mình vui buồn dựa vào một cái người khác, đúng không? Nếu mà như thế thì làm sao mà mình sống vui vẻ, hạnh phúc và tự do được. Mình phải ý thức được rằng là mình hãy tìm kiếm những cái hạnh phúc từ nội tại, chứ không phải là trông chờ một ai đấy đem lại cho mình niềm vui hay hạnh phúc. Thì khi mà mình làm được cái điều đấy thì mình sẽ thấy ok hơn, vui vẻ, tự do và cảm thấy rằng là cuộc sống của mình nó có ý nghĩa. Và đặc biệt nữa là khi mà mình sống, mình không bị phụ thuộc cảm xúc vào người khác ấy, thì mình cũng sẽ đem lại cho người ta cái sự tự do. Nếu như bạn tưởng tượng đi, nếu bây giờ cứ có một người lúc nào cũng vui buồn, cũng phải kè kè bên bạn, bạn thấy bị áp lực không? Quá áp lực, bởi vì mỗi người đều có những cái khó khăn riêng của bản thân. Thế thì quá đã áp lực cho đối phương, quá áp lực cho cái người đàn ông của mình. Mình cũng đừng có quá phải gồng, bởi vì khi mà mình là một cô gái mà lại mình lại muốn là mạnh mẽ hay là thể hiện như một cái người đàn ông, thì như thế thì mình lại không nổi bật được cái sự nữ tính cũng như là cái sự mềm mại của mình, đúng không? Bởi vì phụ nữ là để được yêu thương mà. Đấy thì đâu đó đàn ông muốn bảo vệ những người phụ nữ như vậy, nhưng mà cũng đừng vì như vậy mà bị lệ thuộc. Hãy linh hoạt một chút, nói chung là linh hoạt để cả hai đều cảm thấy dễ chịu. Khi mà người đàn ông của mình, người chồng, người bạn trai của mình, họ phải chiến đấu rất là nhiều ở bên ngoài cho cuộc sống, cho công việc, cho cái sự thăng tiến của họ ấy. Và họ trở về, họ bên cạnh mình, ở bên một cái người phụ nữ có thể đồng cảm, có thể thấu hiểu, thì họ thấy đó lại là một cái điểm tựa dành cho họ. Rốt cuộc là phải cân bằng đúng không chị? Đúng rồi. Thế mình phải làm như thế nào để gọi là có cái sự cân bằng đấy hả chị? Vân thấy rằng phụ nữ ấy, hay bị nhiều nhất là vấn đề cảm xúc. Họ bị phụ thuộc quá nhiều cái sự vui buồn hạnh phúc của mình ấy vào một cái đối tượng khác, không phải là mình. Hay tìm cách có thể tự vui vẻ, có thể tự hạnh phúc, và đặc biệt là có thể tự kiếm tiền và tiêu đồng tiền do mình làm ra. Hãy luôn luôn lắng nghe trái tim của mình, cũng như là hãy hỏi bản thân mình, thực sự mình có cái mơ ước gì, có cái hoài bão gì. Thì nghĩ rằng là cái thứ mình muốn duy nhất là một người chồng hay là chỉ là một người đàn ông. Nếu như mà bạn chỉ ước mơ chỉ có đến đấy thì mình sẽ bị vỡ mộng. Chắc là chị luôn luôn hỏi bản thân là mình muốn làm gì đúng không chị? Đúng rồi, À. nên là Vân là người có rất là nhiều những cái ước mơ hoài bão. Vân có rất là nhiều thứ để làm trong cuộc sống, nên Vân không bị phụ thuộc vào ai đâu. Ví dụ nói về kinh doanh nhá, Vân có một cái công ty e-mater này, Vân cung cấp các cái dịch vụ về gia công đồ họa cho thị trường Mỹ, Úc và châu Âu. Đó, ở đó thì Vân có 55 nhân viên. Rồi Vân có thêm một cái cửa hàng spa chăm sóc đồ hiệu chuyên về giặt làm mới túi xách, giày. Vân có thêm một cái hoạt động nữa, đó là nuôi ong mọi người ạ, liên quan đến nông nghiệp. Mọi người bỏ ra một cái khoản tiền và sau đó Vân mua ong, và sau đó thì sẽ nuôi cái tổ ong này ở trên đất của Vân. Sau đó Vân sẽ đưa lại mật ong cho mọi người hàng năm. Trong vòng 5 năm, mọi người có mật ong xịn sò để dùng. Ngoài ra thì Vân có các công việc về xã hội. Vân có trường dạy nghề cho người khuyết tật hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ cho cộng đồng để các bạn có thể học nghề, các bạn được đi làm và có được một cái cuộc sống giống như Vân. Rồi Vân tham gia rất là nhiều những cái chương trình theo vai trò là một tình nguyện viên. Vân làm tình nguyện viên nhiều lắm. Vân trở thành tình nguyện viên cho các cái tổ chức liên quan đến hỗ trợ cho phụ nữ, hỗ trợ cho trẻ em, cho người khuyết tật, các cái hoạt động ví dụ như là tư vấn, tham vấn tâm lý.
cho những người mà đang có vấn đề liên quan đến trầm cảm, hoặc là họ có những cái vấn đề tâm lý khác. Thỉnh thoảng thì Vân cũng hỗ trợ cho các bạn sinh viên mới khởi nghiệp, tư vấn cho các bạn làm startup đó, rồi các gia đình có con là người khuyết tật, rồi các bạn trẻ là người khuyết tật đang muốn khởi nghiệp. Nói chung là có nhiều việc để làm. Ngoài ra thì mình có thời gian để mình đi chơi, đi du lịch. Nói chung là một ngày có rất nhiều thứ để làm, cho nên có thiếu gì niềm vui đâu. Đâu nhất thiết là chỉ có phụ thuộc vào một vài ba cái người đàn ông. Thế mệt chết thì được.